Bác đẹp quá à. Con còn trẻ mà da dẻ không có được như bác. Bác có bí quyết gì hay chỉ con đi. Đâu có gì con, là tại bác sử dụng kem dưỡng da hàng ngày thôi mà. Thiệt hả bác? Bác xài kem gì vậy? À, kem này á ở đây không có bán đâu. Để khi nào gặp con á, bác tặng con một hũ nha. Thiệt hả bác? Con cảm ơn bác nhiều, bác tốt bụng quá à. Bác sĩ Minh có người mẹ giống bác á, thiệt là có phước đó nha. Chắc là bác thương bác sĩ Minh lắm đúng không? Ờ, bác thương nó nhiều lắm chứ. Có con trai như vậy rất là tự hào luôn. Anh Minh ảnh còn trẻ măng mà ảnh lên làm trưởng khoa rồi. Ồ, vậy hả? Con á, là y tá, làm ở đây từ lúc mà bác sĩ Minh vừa mới về bệnh viện. Lúc đó bác sĩ Minh ít bạn lắm, cho nên có gì cũng hay tâm sự với con. Mà con thấy ngoài con ra anh cũng ít tiếp xúc với ai lắm. Con thấy anh Minh có vẻ cô đơn lắm á bác. Vậy hả? Dạ. Ba không rõ tính cách của ảnh hả? Có, bác biết chứ. Nhưng mà tại vì nó là cái kiểu người ít nói, cho nên nó ít tâm sự với bác lắm. Ủa mà sao lâu nay con đâu thấy bác ghé thăm anh Minh đâu? Thì tại vì bác ở bên nước ngoài mà, bác mới về Việt Nam thôi. Vậy hả bác? Ừ. À, có con gì trên tóc bác nè? Vậy hả? Để con coi. Con coi giùm bác. Con gì vậy ta? Dạ xong rồi. Dạ xong rồi bác. Cảm ơn con nha. Con dễ thương quá à. Bác nhớ thường xuyên tới thăm anh Minh nha.